Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên tất cả hạnh đại Bồ-Tát chẳng thể nắm bắt được, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên 32 tướng đại sĩ chẳng thể nắm bắt được, 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong cái chẳng thể nắm bắt được, không có hữu tình, không có sự an lập hữu tình, không có sắc, không có sự an lập sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có sự an lập thọ tưởng hành thức, không có nhãn xứ, không có sự an lập nhãn xứ, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, không có sự an lập nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, không có sắc xứ, không có sự an lập sắc xứ, không có thanh hương vị xúc pháp xứ, không có sự an lập thanh hương vị xúc pháp xứ, không có nhãn giới, không có sự an lập nhãn giới, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, không có sự an lập nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, không có sắc giới, không có sự an lập sắc giới, không có thanh hương vị xúc pháp giới, không có sự an lập thanh hương vị xúc pháp giới, không có nhãn thức giới, không có sự an lập nhãn thức giới, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, không có sự an lập nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, không có nhãn xúc, không có sự an lập nhãn xúc, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, không có sự an lập nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có sự an lập các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không có sự an lập các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không có địa giới, không có sự an lập địa giới, không có thủy hỏa phong không thức giới, không có sự an lập thủy hỏa phong không thức giới, không có nhân duyên, không có sự an lập nhân duyên, không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, không có sự an lập đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, không có các pháp từ các duyên sanh ra, không có sự an lập các pháp từ các duyên sanh ra, không có vô minh, không có sự an lập vô minh, không có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu não, không có sự an lập hành cho đến lão tử, sầu, than, khổ, ưu não, không có bố thí ba la mật đa, không có sự an lập bố thí ba la mật đa, không có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, không có sự an lập tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, không có bốn tịnh lự, không có sự an lập bốn tịnh lự, không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không có sự an lập bốn vô lượng, bốn định vô sắc,